Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động và mình là Tư Hậu. Mấy video lần trước thì mình có làm về vài mẫu đồng hồ thông minh dành cho trẻ em thì cũng được rất nhiều sự quan tâm, nên hôm nay mình đã kiếm được một chiếc đồng hồ thông minh, đó chính là MyKids của Viettel, do Viettel sản xuất nha các bạn. Rồi, về ưu điểm và nhược điểm của chiếc đồng hồ này thì đều có cả, nhưng mà mình tin rằng đây sẽ là một sự lựa chọn gọi là tuyệt vời nhất trong tầm giá của nó dành cho các bậc phụ huynh mà muốn bảo vệ cho con em mình tốt nhất. Cho nên hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá chiếc đồng hồ này nha. Ok, đầu tiên đây chính là cái hộp mà Viettel đã đóng gói cho chúng ta. Ở mặt này thì cũng không có gì cả. Ở mặt này thì có in một số cái tính năng của nó. Chúng ta có thể liên lạc hai chiều, tức là có thể gọi và nghe điện thoại được. Chúng ta có thể đa chế độ định vị, tức là Viettel trang bị cho chiếc đồng hồ này hệ thống định vị gọi là tối tân nhất hiện nay, gồm có GPS nè, rồi có cả hệ thống băng toàn riêng của Viettel nữa. Rồi, xem lại lịch sử hành trình, tức là có thể biết được con em mình đang ở đâu, hoặc là biết được con em mình đã gọi cho ai, cảnh báo SOS, rồi cài đặt vùng an toàn. Rồi, ở mặt này á, thì thể hiện là cái mẫu MyKids này của chúng ta có 3 màu, tất cả màu đen, xanh, màu hồng, và cái bảng trong hộp của mình đây là màu hồng. Rồi, ở bên này á, thì có thêm vài tính năng nữa, đó chính là chụp ảnh nè, rồi quản lý sức khỏe nè, chế độ lớp học, báo thức và thời tiết. Rồi, ở đây thì cũng không có gì cả. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái đồng hồ này luôn nha. Rồi, bên trong á, thì chúng ta sẽ thấy ngay một chiếc đồng hồ màu hồng nè. Rồi, ở phía trong nữa thì chúng ta còn có một số phụ kiện. Viettel thì trang bị cho chúng ta khá là nhiều phụ kiện nè. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc 5V, 500mAh. Rồi, và ở đây á, là một cái sạc micro USB. Đấy. Bên trong thì chúng ta vẫn còn một quyển sách hướng dẫn sử dụng, và các bạn nên đọc kỹ cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này để mà thao tác trên cái đồng hồ này là tiện lợi nhất. Rồi, ngoài ra thì Viettel còn trang bị cho chúng ta thêm cả một cái miếng dán màn hình nữa, rất là chu đáo luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành đánh giá về chiếc đồng hồ MyKids này. Về thiết kế trước đi thì nó không quá khác biệt so với lại những mẫu đồng hồ định vị dành cho trẻ em khác. Mẫu đồng hồ này thì có kích thước khá là nhỏ gọn và trọng lượng chỉ là khoảng 39g mà thôi. Cho nên chúng ta có thể cho các bé thoải mái đeo dễ dàng, mà nói chung là không hề có cảm giác nặng hay cấn tay gì cả. Về cái phần mặt đồng hồ thì được làm từ nhựa này, và cái phần dây cao su này thì là được làm từ cao su mềm, cho nên là cái cảm giác khi các bé đeo nói chung là hoàn toàn là mềm mại và không ảnh hưởng gì tới da tay của các bé cả. Và bên cạnh đó thì chiếc đồng hồ này cũng có khả năng kháng nước và kháng bụi nhẹ, chuẩn là IP65, nên các bậc phụ huynh thì có thể an tâm cho con mình đeo cái này và nghịch phá gì đó mà cũng không phải sợ là chiếc đồng hồ này bị vô nước hay là bị hư hỏng gì đó. Đừng có để va đập mạnh quá thì không sao cả. Về cái phần màn hình thì chiếc đồng hồ này được trang bị một màn hình màu là TFT, có kích thước là 1.3 inch, độ phân giải chỉ là 240x240 pixel mà thôi. Nhưng mà cái đồng hồ này hỗ trợ cảm ứng, và cái cảm ứng này thì theo mình đánh giá là khá nhạy và mượt. Mặt đồng hồ thì cũng không quá là to, nhưng mà đủ để cho các bé có thể thao tác một cách chính xác trên cái màn hình này. Rồi, và ở mặt trước này thì phía trên còn có một cái camera độ phân giải là 0.3 megapixel, và bên cạnh còn có một cái mic để mà thu âm đàm thoại nữa. Tiếp đến đó chính là về cạnh trái, thì cạnh trái của chúng ta không có gì khác ngoài một cái cổng sạc micro USB. Ở bên cạnh phải thì chúng ta có một phím SOS, và phím này cũng là kim luôn cả phím back, một cái mic nữa, rồi và một phím nguồn. Rồi, tiếp đến cạnh phía dưới của chiếc đồng hồ chúng ta có một cái loa để giúp chúng ta có thể đàm thoại và nghe rõ hơn. Ở phía mặt trên ở đây là nơi mà đặt cái khe SIM được giấu khá là kín, và khi mà các bạn muốn mở cái khe SIM này ra thì buộc các bạn phải tháo cái dây này ra. Đây là một sự gọi là cũng khá là bảo mật đến từ Viettel, rất khó để mà tháo được cái SIM này ra, cho nên trẻ em thì cũng không thể nào mà nghịch phá và gỡ cái SIM này ra được.
Về cái đồng hồ Mikey này thì được hỗ trợ băng tần sóng khá là rộng và cùng kết nối đó chính là GPS. Theo đại diện của Viettel thì cái đồng hồ Mikey này sử dụng được cùng một lúc kể cả sóng điện thoại và GPS này. Cho nên là như vậy thì sẽ giúp cho cái khả năng định vị nó là chính xác hơn rất là nhiều luôn. Đồng hồ Mikey này thì cũng hỗ trợ kết nối với lại điện thoại của phụ huynh thông qua ứng dụng, đó chính là Mikey, được Viettel cung cấp trên kho ứng dụng là CSplay cũng có này, hoặc là App Store của iOS. Các thao tác kết nối thì cũng rất là đơn giản và được hướng dẫn khá là chi tiết trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng rồi. Và về các tính năng của chiếc đồng hồ này á, thì chiếc đồng hồ này được trang bị khá là đầy đủ các tính năng cần thiết như là nghe gọi nè, nhắn tin nè, có máy ảnh, có thời tiết, có đếm bước chân, báo thức. Và đặc biệt đó chính là theo dõi cái vị trí của con em chúng ta. Đó chính là cái khả năng gọi là nổi bật nhất của chiếc đồng hồ này. Về cái khả năng định vị của Mikey thì được đánh giá khá là cao, bởi vì nó hỗ trợ công nghệ định vị đó chính là LBS kết hợp với nhiều công nghệ do Viettel phát triển này. Giao diện của bản đồ thì nó khá là giống với lại Google Maps, nên chúng ta có thể dễ dàng quan sát và sử dụng. Kết quả thực tế thì sai số chỉ ở mức tầm khoảng 20m mà thôi. Và trong khi đó thì tính năng gọi điện trên Mikey thì cũng khá là đơn giản. Phụ huynh có thể dễ dàng kiểm soát khi mà đồng hồ này chỉ cho phép gọi được 5 số thuê bao mà đã đăng ký trong danh sách trước đó mà thôi. Loa thì cũng khá là to và rõ. Phụ huynh cũng có thể chặn các số điện thoại lạ gọi đến cho chiếc đồng hồ này để bảo vệ cho trẻ em của chúng ta một cách tốt hơn. Cái phím SOS bên cạnh thì cũng có thể giúp cho bé dễ dàng gọi điện cho bố mẹ trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần nhấn và giữ vào 5 giây thì chiếc đồng hồ này sẽ tự động gọi cho lần lượt các số điện thoại mà đã lưu trong chiếc đồng hồ này. Rồi chức năng tiếp theo đó chính là về cái tin nhắn. Thì trên đồng hồ này mặc định là tin nhắn thoại. Khi mà phụ huynh và bé muốn liên lạc thì có thể nhắn tin thoại cho nhau bằng cách nhấn vào cái biểu tượng micro để ghi âm tin nhắn và thả ra để gửi. Mỗi tin nhắn thoại thì sẽ cho phép đó chính là 10 giây mà thôi. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy khá là ổn trên chiếc đồng hồ này, đó chính là cái tính năng đó chính là nghe từ xa và chụp ảnh. Cái tính năng này là phụ huynh có thể theo dõi và nghe được những gì mà các bé đang làm. Thật ra thì đây chính là tính năng nghe gọi, nhưng mà nó gọi là nó không hiển thị trên cái mặt đồng hồ khi mà phụ huynh gọi tới, mà đồng hồ này sẽ tự động nhận cái cuộc gọi của phụ huynh và có thể theo dõi được những gì mà bé đang hoạt động. Rồi về cái thời lượng pin thì theo thông số của Viettel cho biết thì đồng hồ Mikey này thì có dung lượng pin là 500 mAh. Và thực tế sử dụng của anh đồng nghiệp của mình thì là đâu đó tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì phải sạc lại, tùy theo cái thời lượng mà các bậc phụ huynh gọi để theo dõi con em mình gì đó. Nói chung là thời lượng pin như vậy thì cũng khá là ổn cho một chiếc đồng hồ định vị dành cho trẻ em rồi. Ok, ở trên là bài mở hộp và đánh giá chiếc đồng hồ Mikey, một chiếc đồng hồ định vị trẻ em mà mình đánh giá là khá ổn trong tầm giá của nó hiện nay. Các bạn có bất cứ nhận xét gì về chiếc đồng hồ này thì nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Thúy Dòng. Mình là Thúy Dòng, bye bye.